Trong Phục Ma Lục nói rằng, kẻ dùng máu khống chế yêu, trong người đầy tà khí, được gọi là tuyệt mệnh. Sinh ra đã khắc người thân, yêu quái tu luyện cùng người đó ắt có hiệu quả cực lớn. Ngươi là ai? Đây là đâu? Chính ngươi đưa ta tới đây sao? Liễu Lăng Tiêu từ Long Đình. Con rắn trắng khổng lồ kia đâu? Nguyên tác Ngân Hoa Hỏa Thủ. Ta là Tráng Tiên, tu luyện ngàn năm núi Trường Bạch. Liễu Lăng Tiêu, tự Long Đình, mà thả ta xuống. Đại tiên, ngài muốn thế nào? Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Ta trồng một đóa hoa tiên trong người ngươi. Làm việc thiện càng nhiều thì hoa nở càng nhanh. Lúc nở rộ, khí suy bại tiêu tan. Tu hành chính là giúp ta diệt yêu trừ ma, đối lâm trận lùi bước hoặc làm trái lệnh ta thì sẽ bị đau bụng như ăn mòn xương tủy. Đã đóng dấu tay, khế ước đã thành. Sao lại có loại rắn ép người ta ký khế ước vậy chứ? Đại Phượng, sao giờ Quynh mới tới? Tịnh Giao, mẹ ơi, Đại Phượng, chính là con rắn trắng này. Hắn ép ta ký khế ước, còn nói nếu ta không tuân theo thì bạn của ta sẽ chết hết. Hắn bảo mùa ký là mùa ký à? Mùa không biết chạy sao?
không chạy được. Yêu Nghiệt, mau hủy khế ước này đi, nếu không đừng trách ta lột da ngươi, đừng trách ta lột da ngươi. Nhạc Thiên Hương. Báo! Cô gái đó bị Trắng Yêu và Phượng Hoàng cứu đi rồi. Quy tắc cũ. Come on.